Shop Tuấn Lan lại gửi lời chào đến toàn thể các bác, các anh em. Thì hôm nay em lại xin giới thiệu cho các bác một cái dòng loa đài điều khiển từ xa để cho các bác chuyên đam mê đi bẫy chim. Thì như các bác thấy thì cái trên hình đây là một cái dòng loa WS898 phiên bản 2019 các bác nhé. Đây là cái vỏ bao bì. Thì em cũng khám phá luôn để các bác nắm được cái mẫu loa mới này. Thì như các bác thấy đây là một cái dòng loa này thì nó phụ kiện đầy đủ các bác nhé. Một cái túi đeo. Một cái túi đeo bằng màu dàn di để các bác đeo đi sách đi rừng. Đây là cái thân loa chính của chiếc máy loa điều khiển từ xa này các bác nhé. Đây, trên đỉnh nó có hai nút này. Đấy. Một nút nở nguồn cũng là tắt nguồn luôn. Đây các bác nhé, mở nguồn cũng là tắt nguồn luôn. Và nó cũng là to nhỏ đây ở đây luôn. Ở bên này là bát và check. Bên chỗ này là cắm USB vào Bluetooth các bác nhé. Đây, cắm USB vào Bluetooth bên này. Và lỗ này thì là nó ở đằng sau loa là in hẳn 2019 luôn. Bên này thì chân sạc thì loa ở đây các bác nhá. Chân sạc loa ở đây. Còn đây là cái chỗ cắm thẻ nhớ. Các bác đi xa là các bác rút cần anten này lên. Đấy. Và phụ kiện đi tiếp tục cho các bác là một cái mic nói hay gọi tai nghe để các bác đi bẫy chim hay karaoke hay dành cho các thầy cô giáo hoặc là các bác quay như đi bán hàng các bác nhá. Và đây là cái dây đeo này, dây đeo loa này, và đây cái chân sạc của loa đây, và đây là một cái đầu mót hay gọi là điều khiển từ xa các bác nhé. Đấy. Đây thì các bác về thì các bác cho quả pin vào đây, pin đây thì các bác cắm lên ấn xuống là ok. Đấy. Khi nào bật lên mà nó có đèn sang sáng này là dùng được các bác nhé. Đấy. Và bên shop là cung cấp các bác mua rời chẳng hạn pin trong loa, bên số cũng bán này, hay pin dự phòng không nhá. Đấy. Và hay là cái USB Bluetooth. Đấy, USB Bluetooth và cái thẻ nhớ các bác nhá. Thẻ nhớ là thẻ 4G. Tải cho các bác đầy đủ tiếng chim luôn. Đấy, bên shop là bán hàng là miễn phí tiếng chim. Các bác mua thì shop sẽ gửi hàng hay gửi hình cho các bác hay gửi miễn phí ship. Đây tạm dừng thôi nhá. Đấy. Đây tạm dừng đây quá nhá. Đây tạm dừng ấn nút cuối cùng này, tạm dừng. Đấy. Bên nút tay phải này là bên chuyển bài các nhá. Chuyển bài tới, còn cái nút tay trái này là chuyển bài lui. Vôn cộng này là to các bác nhá, vôn trừ là nhỏ. Đấy. Nút này là tạm dừng. Và nút C là lặp lại một bài. Đấy nên là cũng kiểu có mấy nút vậy thôi. Nên rất dễ sử dụng các bác nhá. Đấy nên là các bác anh nào cũng sử dụng được, không sợ hỏng các bác nhá. Nên anh em yên tâm. Đấy nên là giá cả thì hợp lý thôi. Các bác mua hàng thì alo trực tiếp cho shop theo 3 số này của shop để đặt hàng. Shop có Zalo. Shop là ship hàng COD toàn quốc. Các bác được quyền kiểm tra hàng, test thử ok các bác mới phải thanh toán tiền. Nên đảm bảo chất lượng cũng như là uy tín. Shop là bảo hành cho các bác trong vòng thời hạn là 20 ngày. Nếu như trục trặc, shop đổi cho các bác cái mới các bác nhé. Rất cảm ơn các bác đã xem video và đừng quên đăng ký nút ấn vào đăng ký và ấn vào quả chuông và like và share chia sẻ cho shop để ủng hộ. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.